Xin chào tất cả cô chú anh chị là quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota. Và hôm nay Thái Học xin phép gửi đến cho quý vị mẫu xe Fortuner được sản xuất vào năm 2016, mẫu Sportivo 2.7V số tự động. Và sản phẩm này được mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn nha quý vị. Một chiếc xe phải cực kỳ đẹp, xe này đi chỉ mới 60.000 cây quý vị. Và bên Toyota cam kết cho quý vị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không tua km. Đồng thời sản phẩm này bên Toyota Tân Cảng cũng có bảo hành cho cô chú anh chị mà 1 năm và 20.000 cây, hộp số và động cơ. Những chi tiết quan trọng về phần vận hành nha quý vị. Còn sản phẩm này á là một sản phẩm mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, rất là phù hợp cho cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền biển số 20 triệu đồng nè. Còn xe thì về chúng ta chỉ đóng 2% phí trước bạ là ra đến ngay tên chúng ta sử dụng thôi. Còn về những sản phẩm mà Toyota Tân Cảng chào bán cho quý vị á là những sản phẩm mà Toyota Tân Cảng đều kiểm tra qua 176 hạng mục rất là chặt chẽ. Cô chú anh chị mua về chỉ việc mà sử dụng thôi, không có cần phải sửa dọn gì hết. Để chống những trường hợp giống như ở ngoài mà mình mua xe xong rồi mình đem rồi ra mình dọn, thứ nhất là mất thời gian và thứ hai nó tốn rất là nhiều tiền nha quý vị. Bỏ ra 50-70 triệu thì rất là tiếc. Còn đây là nhà cái sản phẩm mà Thọc muốn gửi đến cho quý vị, keo chỉ nè, cửa trước bên phải. Xe là có giấy chứng nhận của Toyota nha quý vị. Đây cái phần ở dưới đây quý vị. Đó, vậy thấy không ạ? Còn rất là mới nha quý vị. Xe thì cũng đã được bên Toyota Tân Cảng diệt khuẩn khử mùi tách ẩm rồi. Cô chú anh chị yên tâm sử dụng thôi. Còn phần ghế da là ghế da zin theo xe. Đó, ghế da zin theo xe. Đó, còn mới tinh. Phần túp bi này á, thì đối với xe Toyota chưa có xe nào bị chảy hết quý vị ạ. Túp bi 2016 mới tinh nha quý vị. Đây là phần phía sau. Về cửa sau, túp bi cửa sau bên phải. Đây quý vị, keo chỉ đây. Cô chú anh chị nào đang yêu thích cái dòng Sportivo này hãy liên hệ cho Học. Vì sản phẩm này cũng lâu lâu mới có một sản phẩm quý vị. Cũng khá là hot. Một trong những cái sản phẩm mà được bán chạy nhất, bán nhanh nhất ở Toyota Tân Cảng đây quý vị. Có mấy quý anh chị mà lúc trước gọi Học lên mua không kịp á thì hôm nay đã có rồi đây. 2016, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe đẹp long lanh, sạch sẽ. Chạy mới 60.000 cây thôi quý vị. Xe đã có lót sàn. Và đặc biệt là cái chằng của xe này quý vị nhìn thấy không? Cái chằng xe nó cũng khá là đắt tiền nha quý vị, cái chằng này chắc cũng gần 20 triệu á. Nhưng mà cái chằng xe này được giữ zin, chưa qua vệ sinh, chưa qua vệ sinh trà, tức nghĩa là nó không có bong rồi các bạn, nhưng mà nó đã được diệt khuẩn rồi, như là xe mới vậy các bạn. Đối với sản phẩm Sportivo 2016 thì chúng ta sẽ có những cái lỗ làm mát cho người hàng ghế thứ hai và thứ ba đầy đủ. Ghế da zin các bạn, nội chi tiết nó còn mới tinh, rất là đẹp. Sẵn tiện mùa dịch này á, mà cô chú anh chị nào đang có nhu cầu muốn mua chiếc xe sử dụng cho gia đình mình á, thì 7 chỗ sang trọng, nhìn nó thể thao, lại đi bền bỉ, lại giá cả hợp lý thì đây quý vị. Giá chỉ là 710 triệu thôi. Mâm Sportivo đây. Cái mâm này dấu son còn ha, nhưng gọi là cái mâm này chưa sơn, là một cái mâm chưa sơn nè. TRD mâm zin nha mọi người, chưa sơn luôn ha. Cái màu này màu tĩnh điện. Để Học xem lại cái mâm trước, hồi nãy Học bị lướt. Mâm này cũng chưa sơn luôn nha các bạn. Đó, chưa sơn luôn nha. Mâm còn rất đẹp. Mâm này nó có một cái dấu chày nhẹ nè. Ở đây nè. Các bạn thấy không? Xe rất là đẹp. Để Học quay cái phần body shop ở trong này cho các bạn xem. Xe này thì đã được bên Toyota Tân Cảng vệ sinh và phủ gầm lại rồi. Đó, sơn chống xét nha quý vị. Đó. Còn cái phần bệ bước nè quý vị nhìn thấy không? Đó, cái phần bệ bước nè. Mới tinh nè. Rồi để Học quay cái phần ở dưới cho quý vị xem. Đó, tấm dừng nha quý vị. Hộp số nè. Đó.
ống bô đây mấy bạn. Quý vị nhìn cái ống bô à, nó còn 7 màu ha. Những cái cổ hàng nó nổi lên 7 màu luôn. Và đây đó là phần gầm. Xe chắc nịch nha mấy bạn. Vỏ xe cua cũng gai còn mới tinh nè. Ở vỏ xe cua cũng còn gai gió không mấy bạn thấy không? Đó, còn đây là phần keo chỉ cốp đây mấy bạn. Phần đầu ngay. Xe này thật sự ra là trước dịch cũng có khách cọc rồi quý vị. Nhưng mà do dịch kinh tế khó khăn là quý khách hàng đó dừng việc mua lại ha. Xe rất là đẹp. Xe này là học chưa kịp quay nè. Chiếc Fortuner 2016 đây nè. Đèn rất là đẹp. Mâm bên đây cũng là cái mâm zin, bốn cái mâm đều là mâm zin nhớ vậy, chưa sơn hết, còn dấu sơn. Các bạn nhìn tổng thể nè, những cái xe màu trắng và màu bạc, cô chú anh chị nhớ coi xe trước khi mà đi sát vào giống học á, thì cô chú anh chị nhớ lùi vào một cái góc xa như thế này nè, rồi mình di chuyển ở nhiều góc, đó, mình đứng ở đây rồi mình di chuyển qua, mình coi nó có bị lệch màu không, chứng tỏ là có sơn ngoài hay không. Xe này thì thực sự ra thì bên học có sơn, nhưng mà sơn nước sơn chính hãng, đó, nên là cũng có vài chỗ nước sơn zin còn rất là nhiều quý vị ạ. Nên là chiếc xe này nó rất là đẹp. Nhìn tổng thể thì chiếc xe này như là chiếc xe mới qua cái gói Maruguri. Tốp bi cửa này, hai nắm cửa rất đẹp nha quý vị. Vỏ này là vỏ zin theo xe nè, 2016. Cái vỏ zin theo xe á mấy bạn. Tốc bi trước bên tay keo chỉ. Xe rất đẹp quý vị. Xe này còn giữ cái đầu CD zin. Nhưng mà nếu mà nhiều có người mà mang tính giải trí cao, mình đi gia đình nhiều nên lên cái đầu DVD luôn quý vị. Hệ thống lạnh tự động. Tấp lô nè quý vị, nhìn nó bóng lượng. Mới tinh nè quý vị. Sạch sẽ ha. Xe Toyota hay được cái gì? Này là cái miếng nhựa của cái chỉnh cần số từ lúc mới giờ khách cũng chưa lột ra luôn. Đó. Ghế điện. Thôi quý vị thấy không? Motor ở trong mới tinh. Trụ lái đâu còn mới tinh nữa mày. Chung mấy xe này là bền lắm, 2016. Xe nào đó mua nó cũng khoảng hơn 1.4 tỷ, gần 1.5 tỷ. Giờ mình khoảng 700 mấy chục triệu, là mình 710 triệu ta sử dụng được. Còn đây là phần động cơ đấy vậy. Động cơ nó mới tinh luôn quý vị ơi. Ở xe cam kết là động cơ hộp số còn nguyên zin nha. Cabo này. Cabo này chưa tháo. Cabo nước sơn zin luôn nhớ vậy. Đó, bên học vệ sinh theo công nghệ của Nhật Bản Maruguri. Nó sạch từ trong ra ngoài để học dùng cái máy xuống bằng ở dưới cho vị xem ha. Từ trong ra ngoài nhé các bạn.
động cơ này cam kết còn nguyên zin, còn bảo hành cho quý vị 100.000 cây, 20.000 cây một năm. Đó. Dạ vâng, học sinh nhắc lại đây là sản phẩm Sportivo 2016, xe đi được 60.000 cây. Có giá bán niêm yết tại đại lý Toyota Tân Cảng là 710 triệu đồng. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu và yêu thích cái sản phẩm Toyota Fortuner bản thể thao đẳng cấp này thì hãy liên hệ cho Học với số điện thoại phía bên trên màn hình. Đó, đây là sản phẩm Sportivo 2016 nhưng mà là bản V nha quý vị, bản cao cấp nha. Bản ghế điện, số tự động, động cơ máy xăng, yên máy, bền bỉ. Đó. Học sinh kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị nào có dòng xe thấp 4 chỗ sedan muốn đổi xe lên dòng xe này cũng liên hệ với Học để Học tư vấn cho cô chú anh chị về quy trình để đổi xe nha quý vị. Vâng, một lần nữa học sinh chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.